cuộn lại nha. Mình mời anh em nha. Cực ngon luôn anh em. Chào anh em nha. Sáng nay mình có tiễn được một em bị sim nè anh em ơi. Đó anh em biết hôm nay mình sẽ làm món gì không? Anh em nhìn sơ qua những cái nguyên liệu anh em có thể đoán được hôm nay mình sẽ làm cái món gì không anh em. Hôm nay mình sẽ làm món vịt áp chả nha anh em. Món này là cách đây khoảng tầm cỡ 2 năm trước là mấy anh em mình có làm một lần rồi, ăn khá là ngon nên hôm nay mình thấy cảm giác mình thèm cái món đó nên hôm nay mình sẽ làm lại cái món vịt áp chả nha. Đây là mình vừa tiễn được một con vịt sim anh em ơi. Vịt sim ở quê mình gọi là vịt sim, ở ngoài Bắc thì mấy anh em gọi là con ngang nha. Bây giờ mình đã làm sạch sỉa con vịt, bây giờ mình sẽ tiến hành mình khò sơ qua nha anh em. Đó. Sẽ khò sơ qua còn có vàng ấy. Xem mở đây. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ phi lê cái phần ức và hai cái đùi vịt nha anh em. Mình sẽ làm chỉ làm cái ức ức vịt và hai cái đùi thôi. Còn mấy phần kia thì nó rất là ít thịt nên mình bỏ. Khá đẹp anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ phi lê cái phần thịt nó. Món này anh em mà nhậu là món này là ăn khá là ngon. Ngon mà lạ miệng lắm anh em ơi. Ồ, đẹp quá. Sẽ lạp xuống cái phần đuôi nó luôn. Phần thịt khá là lớn này. Quê mình ngày nay bắt đầu mưa. Đây mà mưa rất lớn ít hôm là mình đi bắt nhái. Chứ mưa mà mát cơn mưa là mùa đây là mưa tầm
có một ngày liên tiếp là bắt đầu sẽ có con xếp tổng nha anh em. Xếp tổng lâu lắm rồi cũng chưa ăn lại. Xếp tổng thì mình sẽ lạc tiếp phần đuôi rồi nha. Phần xíu nữa mình áp chảo là mình áp chảo tái nha anh em, chín có tầm có 30-40% thôi, nó còn trem, nó còn còn đỏ nước vậy, ăn rất là ngọt. Mình kiểu mình làm tá thôi, mình không có cho cái phần thịt thịt nó chín hết, ăn vậy nó mới giữ được cái đồ đồ ngọt đó anh em ơi. Miếng đầu tiên nè, em thấy không, miếng đầu tiên mình sẽ cắt ra cho nó vuông vức xíu, mình ách chả cho nó dễ. Một phần ức và một phần đuôi đấy. Bây giờ mình sẽ lắp tiếp cái phần bên đây. Anh em hôm nào ở quê nhà có một vịt sim á, anh em nhìn cái món này hấp dẫn thì hôm nào anh em làm thử đi. Mình nghĩ là anh em không thất bại về cái món vịt chả này đâu anh em ơi. Lạp phần đùi ra. Đó, nhìn thấy không? Ức và đùi nó liền với nhau luôn. Sẽ tiếp tục mình phi lê cái phần còn lại. Nhiều đầu bếp chuyên nghiệp mình thấy lắp cái đùi vịt đơn giản này rồi. Lắp một phát một cái được luôn. Có xương thì mình sẽ bỏ ra nha. Cái này mình ăn kèm với những loại rau như lá sung nè, lá xoài nè, lá đinh lăng, lá cóc. Ăn những cái lá đấy là mình ăn cái món thịt vịt này là rất là ngon. Ngon và nó hợp nữa. Đó. Thì mình sẽ cắt vuông thêm một miếng nữa. Đây là thành phẩm hai cái lườn, hai cái lườn và hai cái đùi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình áp chảo nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình áp chảo nha anh em. Mình không có bỏ dầu vì con vịt thì cái phần da nó có mỡ nè anh em. Đó, thì áp chảo. Mình áp cái phần da cho nó vàng anh em. Áp chảo và áp tá thôi nha anh em. Mình không có làm chín, làm tá thôi. Đó, mình sẽ ếm cho thằng thịt xuống. Một con vịt ra mà làm được chắc cũng được tầm gỡ mình nghĩ tầm cái ba lạng thịt nha. Thì con vịt thì mình chỉ món này mình chỉ làm được hai cái đùi và một cái ức nó thôi anh em ơi. Áp xíu nó áp phần da cho nó xém lại. Món này mình ăn mình cảm nhận thôi. Lúc đầu mình nhìn nó mình thấy nó ghê ghê nhưng vì hồi giờ là không ai có ăn mà thịt vịt sống anh em ơi. Nhưng mình lúc trước mình ăn là cảm giác rất là ngon luôn. Tá thôi,
mình không có cần làm cho nó chín đâu. Đó, không đổ dầu nha nè, vì các bạn thịt nó có mỡ sẵn. Đó, cho nó xém phần da lại. Xíu là mình cắt ở trong nó còn mặn nước anh em ơi, nó cắt ra nó còn rịn méo ở phía bên trong nữa. Sim là nó hay có mỡ màu vàng, mỡ vịt mà ăn khá là ngon. Đậu sang lại. Đó, cái xém rồi này mà còn xém thêm một xíu nữa. Nè, em thấy cánh đồng sau lưng mình đẹp không, xanh luôn. Tầm cỡ 3-4 tháng nữa là cánh đồng này nó lúa nó chín, nó sẽ chuyển qua một màu vàng rất là đẹp. Còn mở bịch bắt đầu nó ra nè em ơi. Sử dụng mấy cái gáp cho nó xếp lại hết. Mình phải mở bắt đầu ra thôi. Áp cho nó vàng nó ra luôn. Bịt tách áo. Bây giờ mới miếng thịt vịt mình đã chín tầm cỡ 30-40% rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ vớt ra, thì do mình sẽ thái mảng ra, anh em mình sẽ thưởng thức món vịt áp chả nha anh em. Rất là thơm nha anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thái cái phần thịt vịt ra nha anh em. Đó, bên trong nó còn đỏ nha anh em. Anh thấy không? Còn mảng nước vậy á. Nhưng mình hứa với anh em, đảm bảo anh em là ăn nó không có tanh nha, mà ăn nó rất ngọt và ngon. Đáng quá anh em ơi. Xác mặn mặn thôi, cho nó dễ ăn. Em nhìn cái miếng thịt nè, còn đỏ bên trong á. Lúc đầu là mình thưởng thức cái món này là nhìn nó thịt thịt nó còn sống, nó ghê thà chẳng thà là cá đâu là mình ăn sống được. Thịt thịt mà ăn sống mà mình thấy nó ghê, khi mình ăn vô là mình cảm giác nó rất là ngon. Còn mở ra ném cực ném luôn. Đó, mình cắt cái phần dừa cho nó xem này. Đó, nó còn sống luôn bên trong này anh em ơi. Xíu nữa mình sẽ chấm với nước mắm gừng nha. Đây là phần thịt mình đã xắt ra được nhiêu đây anh em ơi. Cái này theo mình là nó hơi chín quá đối với mình nha anh em ơi. Mình áp chảo nó hơi lâu. Giờ mình sẽ làm gia vị nha anh em. Mình sẽ xắt xả. Xắt xả mẻm luôn. Xả mình trộn rồi mình ăn cho nó thơm. Xắt xả, xắt xoài mình trộn đều lên. Mồi đây anh em nhâm nhi thì mình nghĩ là rất là ngon luôn. Rồi, xả bỏ vào đây. Xíu nữa mình ăn kèm nha nè. Kèm theo một ít xoài nữa.
sạc xòa xíu nữa, mình kèm theo. Anh em nào hôm nào có bạn bè anh em hàng xóm anh em rủ làm cái món này thử đi, mình đảm bảo với anh em là xỉa ngon và anh em ăn gọi là liền luôn anh em. Nó ngon là nhờ mấy lọ rau mình ăn kèm này, là cóc, lá sung, lá xoài và lá đinh lan. Trang trí cái mâm cho mình cho nó đẹp. Đây, lá sung, lá xoài, lá lan, và cuối cùng là lá cóc anh em ơi. Bỏ ra vào giữa. Rồi bỏ qua bên luôn được. Bây giờ mình sẽ trộn cái riềng này anh em ơi. Riềng mới nãy mình đã mài, mình mài nhuyễn ra, mình vét, mình bỏ bớt nước đi. Mới nãy cái thịt vịt đây là mình quên nói anh em là mới nãy mình đã vét cái nước riềng vô cái miếng thịt vịt cho anh em ơi. Mới nãy mình quên qua cho anh em xem. Riềng này là nó vô tạo cái vị thơm của miếng thịt vịt mình nha anh em. Trộn đều lên cho nó thấm riềng, nó hòa quyện vô miếng thịt vịt mình. Anh em ăn kèm rất là ngon. Tuyệt vời. Và bên đây thì mình có làm một chén mắm gừng nha. Bây giờ mình sẽ bát chanh vô. Đó. Mình thấy chén mắm gừng uy tín không? Anh đều đây nha anh em. Rồi, sau đó mình sẽ cho nước mắm vào. Tuyệt vời. Đây mình làm thử trước con cuốn này nè, thấy thèm quá. Đó, lá sung, kèm một ít xoài, lá cóc, ít lá đinh lan và cuối cùng là lá sò non này. Mình sẽ làm một phát. Đây anh em ơi, cuốn lại nha. Mình mời anh em nha. Cực ngon luôn anh em. Rất ngọt. Khi miếng thịt mình áp chảo á, nó còn giữ nước lại, nó không có làm khô miếng thịt cho anh em. Rất là ngọt, mình ăn kèm trúng miếng xả vào cái miếng riềng mà mình mài đó, rất là thơm. Quá ngon. Bây giờ mình sẽ ra phía ruộng kế bên nhà mình sẽ ngồi mình thưởng thức cái món vịt áp chảo nha anh em. Trước khi mình dùng cái món vịt áp chảo thì anh em cho mình xin một phút mình quảng cáo để mình kiếm thêm thu nhập nha anh em, để mình duy trì cái kênh của mình để mình tiếp tục đam mê nha anh em. Đây là sản phẩm mực rim của bên mình nè anh em ơi. Anh em thấy không? Rất là dày cơm anh em. Cái nước sốt nó rất là dẻo, nó kẹo nè. Anh em à, thấy không? Cái nước sốt này rất là dẻo nè anh em. Khi mình xíu miếng mực rồi nè. Đó, anh em thấy không? Cái sức mực rất là dày luôn. Anh em cứ khi đặt hàng về anh em cứ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
Thì anh em nào mà có khách tới nhà không có kịp làm mồi thì anh em lấy khu mực riêng của mình ra, anh em mình nhâm nhi trước rồi đợi mồi sau nha. Hoặc là mấy anh em mà đi làm công nhân về trễ hoặc là đi làm công việc mà 8-9 giờ mới về mà không kịp đi chợ nấu cơm, anh em cứ lấy vài con ra anh em bới một tô cơm, anh em ăn cơm cũng rất là bách cơm nha. Mình may mắn là những anh chị cô chú khi ra đặt sản phẩm mực riêng bên mình, những anh chị cô chú phản hồi rất là tốt về cái sản phẩm mực riêng của mình anh em ơi. Mực bên mình mực đất nha anh em, mực đất nướng nướng bằng than chứ không phải là mình nướng bằng điện hoặc là chiên dầu đâu em. Anh em cứ liên hệ trực tiếp vào số Zalo của mình nha, 0937 686 139. Anh em không cần kết bạn Zalo mình đâu, anh em cứ vô Zalo anh em nhắn tin số lượng hũ này, số điện thoại và địa chỉ cụ thể cho mình sẽ vô là mình trực tiếp mình lên đơn cho anh em luôn nha. Anh em yêu quý thì ủng hộ Toàn thì anh em cứ đặt trực tiếp qua số Zalo này anh em. Đó, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món vịt áp chả này. Món này khá là ngon, mình rất là thích ăn cái món này nè, ăn rau kèm đầy đủ vô, lá cóc, lá đinh lan, lá sung. Ăn kèm nè, cho nhiều vô ăn cho đã. Mời anh em nha. Rất là ngọt anh em ơi, ngon. Chấm cái mâm gừng nó thơm vị gừng và mình ăn kèm mình có xả có riềng, rất là ngon. Anh em yên tâm là ăn nó không có đau bụng hay là nó ghê đâu, anh em thử một lần này, anh em thử một lần xem thử mình có nó đúng không. Trời, đầy lên luôn. Mời anh em nha. Ngọt lắm em ơi, ngọt mà nó mềm chứ không có dai đâu. Vì em mình làm tái mà ăn không có dai. Sao mấy cái xong nó có hột hột anh em ơi, y như một cấp á. Mình ăn kèm lá sung và lá xoài nó có đầu chát chát. Mình ăn kèm với thịt vịt này nó có kèm riềng xả chấm với mâm gừng khá là hợp. Đó, cho miếng riềng nữa nè. Cũng ngại bạn em nha. Rất ngon em ơi. Để bây giờ mình quay cho cô Hiểu cho nó ăn thử. Lần đầu tiên mà nó ăn cái món này luôn chắc chắn luôn. Để nó xem thử cái cảm nhận và cái hương vị như thế nào nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cho cô Hiểu và thưởng thức thử cái món vịt áp chảo nó sẽ như thế nào anh em. Em thấy sống sống thấy ghê ghê, nghe anh Toàn kêu ngon em dòm thử miếng. Dùng nè em, không có ghê đâu. Em sẽ làm theo anh Toàn à. Lá đinh lan, lá cóc, xoài nè. Đó. Đó. Camera mình ăn cái miệng ngon lắm anh em ơi. Mời anh em nha.
Sao yêu? Nó bị nhẵn 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 của cái xoài nhưng mà rất là ngọt. À. Ngọt đúng không? Ăn ăn, ăn ăn cảm giác nó có ghê không? Anh thấy là ghê nha, nhưng mà ăn vô nó ngon hơn tưởng tượng luôn á. Đúng không? Khi mà mình nhìn cái món này này mày, à, lúc đầu mình nhìn thấy nó vịt mà mình ai mà đi ăn tá đúng không? Nhưng khi mình thưởng thức rồi là mình sẽ hiểu cái cảm giác nó sẽ ngon như thế nào. Quá đã luôn rồi. Đúng bài luôn chứ. Đây phải nghi là anh Toàn là đúng bài rồi. Cái món này mà làm vitamin không hang được không sếp? Dạ, chắc được. Khó ngủ. Khó ngủ cái gì? Đó. Anh trai cũng lớn luôn. Đó. Mời anh em nha. Đã không? Vẫn đã không? Rất là ngọt nha anh em. Khi mình áp chả thì thịt vịt ở bên trong nó còn kiểu như nó còn hồng đào, nó còn mặn cái nước đỏ. Đây nó thơm mùi riền nữa nè anh ta. Đúng không? Riền mùi xả. Phê không? Quá phê luôn. Đây ăn lá cắp. Cái view phía sau lưng quá đẹp luôn anh em ạ. Xanh um. Em thấy quốc miếng tái 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 thơ. Tái mà ngọt đúng không? Mà nãy mình quên hái ớt tím đang kèm. Anh em nào mà có nhu cầu mà xin ớt tím làm giống về làm giống thì anh em khi đặt mật riêng bên mình á, anh em cứ nói kêu mình gửi cho vài trái ớt chín về mà anh em làm giống. Chung dễ trồng đó anh em ơi. Anh em mình gửi hai ba trái là anh em trồng cũng được vài chục cây à. Anh em cứ lấy hột bỏ vô đất ẩm 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 rồi nó tự lên nè. Hoặc là anh em phơi khô á, anh em lấy một cái miếng vải. Anh em nhúng cho nó ướt đi. Rồi sau đó anh em bỏ hột ớt vào, anh em gấp miếng vải lại để sáng hôm sau là anh em đem ra trồng, vì mình ủ qua đêm là cái mầm ớt, cái hột ớt nó sẽ nứt, nứt mầm là anh em trồng cái xác sức nó sống nó sẽ cao hơn. Anh thấy ớt tím dễ trồng không? Ừ, mở ra rất là sai anh em ơi, trái sai lắm. Em thấy thịt nó tái tái không anh em? Nó ngọt đúng không? Hơn. Dạ, thấy nó ngọt hơn đó. Mời anh em nha. Quá chất lượng luôn. Quá đậm. Đã không? Đã mà hạ kè đúng không? Anh em nào cứ có nhu cầu mua mực rim ủng hộ mình thì anh em cô chú thì cứ nhắn tin trực tiếp vào Zalo số đây của mình nha, 0937 686 139. Mình sẽ mấy anh chị mấy cô chú cứ có việc mà nhắn tin cho em đi, rồi sẽ có người ship tặng nhà cho mấy anh em nha. Em cứ liên hệ trực tiếp Zalo mình, không cần kết bạn đâu. Phải mực rim. Cơm ngon rồi. Đúng rồi, ăn cơm rất là ngon luôn, ăn cơm rất là bắt cơm luôn. Mình cũng hay ăn cơm với mực rim đấy anh em ơi. Lúc trước kia mình cũng hay ăn cơm mực rim, chứ không phải là khi mình bán mực rim mình mới ăn cơm với mực rim đâu. Hiệu quốc liên tục luôn à. Quá ngon. Lần đầu tiên em ăn thịt vịt tái tái á. À. Quá phê. Đó. Ghiền không? Chắc gì em phải kiếm thêm vịt làm quá. Rồi anh em ơi, chắc bây giờ mình cũng xin dừng clip tại đây. Mọi người yêu quý Toàn thì cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Còn mọi người ủng hộ Toàn về sản phẩm mực rim thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào số Zalo của mình 0937 686 139. Rồi bây giờ mấy anh em mình xin cho phép dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em. Chào anh em.